Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Paddle Optical. Thì các bạn thấy trên tay mình là một cái sắp tài liệu mà mình vừa phô ra. Tuy nhiên các bạn biết là nhìn thì bình thường nó vẫn chấp nhận được, tuy nhiên là mình cảm thấy nó hơi bị mờ. Thì lúc đầu mình chạy với cái bảng rất là đẹp, nhưng mà khi chạy một thời gian thì cái bảng nó bị mờ. Thì cái nguyên nhân mà mình các bạn khi mà các bạn gặp trường hợp này thì các bạn thường thì hay sử dụng cái lệnh 2207 để các bạn đưa mực vào ở trong cái đưa mực vào từ. Thì trong quá trình đưa thì các bạn họ đưa khoảng 5-6 lần, các bạn cứ cho nó quay khoảng 5-6 lần vậy đó, trong cái dùng các bạn dùng trong cái lệnh. Thì khi mà các bạn dùng cái lệnh đó khoảng 5-6 lần thì nó cái bảng phô nó vẫn không có đậm và nó vẫn như cái tình trạng đó, thì các bạn hãy mở cái hộp cái bộ phận này ra nè. Cái bộ phận này là cái bộ phận để nó ngậm cái ống mực ha. Thì các bạn đây thì các bạn mở cái nắp ốp bên đây ra nè, bên đây nó có cái nắp ốp mình mở rồi. Thì trên đây nó có cái ốc, cái nắp ốp như thế này. Thì các bạn mở cái nắp ốp ra thôi. Rồi các bạn mở nó ra. Các bạn nào chưa biết thì mình lại luôn. Thì đây. Thì các bạn mở ra thì nó sẽ thấy đây. Đây thì nó sẽ thấy các bạn sẽ thấy cái bộ phận là cái bộ phận mực nè, cái gọi là cái hopper mực. Bộ phận hopper mực. Thì các bạn nhìn vào trong cái lỗ này nè. Các bạn nhìn vào trong cái lỗ này coi thử nó có mực hay không. Nếu mà nó có mực thì các bạn dùng cái lệnh 2207 lại như cái lệnh hồi nãy, các bạn cho nó test 2207 coi thử là các bạn chỗ này ở trong này nó có một cái trục xoắn của một cái trục xoắn để nó xoắn nó đưa mực vào trong cái vào sâu trong cái hopper mực, và sẽ có một cái trục để nó đánh mực xịt xuống ở dưới cái từ. Thì các bạn coi thử cái này nó có quay hay không. Nếu mà cái này không quay thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới là ở phía sau nó có một cái bộ phận để nó làm quay cái bộ phận này. Thì nếu mà cái này nó không quay thì nó sẽ không có đưa mực vào ở trong cái từ được, do đó là cái bảng từ nó sẽ không có đủ mực, và do đó là cái bảng phô của mình từ từ ngày này nó càng bị lợt đi. Do đó các bạn sẽ kiểm tra lại. Thứ nhất, các bạn để mình nói lại cho các bạn rõ hơn nè. Khi mà cái trong ví dụ như con mình đang chạy thì chạy khoảng 20 tờ thì cái này là nó sẽ đưa mực, nó sẽ đánh vào trong cái con chip này, nó có tác dụng đánh báo tín hiệu lên cái motor này để nó xoay một vòng của cái ống mực để đổ mực xuống đây. Và cái ở phía trong cái hốc mực này nó có một cái trục xoắn là nó sẽ xoắn mực để nó đưa vào trong, và nó sẽ đánh mực xuống hộp từ. Thì đó, khi mà các bạn chụp mà thấy bị mờ thì các bạn nên kiểm tra những cái thao tác như nãy mình nói. Nếu các bạn thấy kiểm tra thao tác nó không cái này, những cái bộ phận nó quay bình thường, đúng không? Nếu mà từ nó quay bình thường nè, nếu mà những cái nhông từ nó quay bình thường thì các bạn coi thử trên ở trong cái trục xoắn này nó có quay hay không. Thì ở trong xoắn thì nó quay, thì các bạn sẽ nhìn trên cái lỗ này các bạn sẽ thấy nó sẽ xoay. Nếu mà nó mà không xoay tức là nó đang bị gặp một cái vấn đề. Thứ nhất là có thể là do ở phía sau ở trong cái trục á. Đây, mình gỡ ra cho các bạn hình dung dễ hơn. Các bạn sẽ rút cái dây nhất nha, giữ lúc. Đây là nguyên cái cụm từ. Đối với các bạn mới thì mình sẽ nói cho các bạn biết nguyên cái cụm từ này. Thì đây là cái bộ phận hopper mực. Hopper mực là phần ở trên đây. Đây, cái phần này là phần hopper mực. Thì khi đó các bạn tháo cái cụm từ ra thì các bạn xoay cái nhông này nè. Các bạn thấy chưa? Các bạn xoay thử cái nhông này. Nếu mà nó nhẹ. Đây nè, các bạn sẽ thấy trên đây nó sẽ quay luôn nè. Đó. Đó là cái trục xoắn sẽ quay mực để nó đánh vào cho để nó cấp mực vào trong phía trong này nè. Thì ở phía sau này nè, nó có một cái trục giống như cái trục để đánh từ trong này vậy đó. Nó sẽ đánh mực vào, xịt vào qua cái thước mực trong này nè. Nó sẽ xịt vào, nó xịt đều hết vào trong từ này. Thì nó sẽ có mực từ mà mực nó đều ra các bạn nó đậm. Thì nếu mà các bạn xoay, nếu mà trường hợp mà cái này mà nó xoay nhẹ là
cái quy cái cụm này thì nó bình thường, nó không có vấn đề gì hết thì các bạn bỏ qua một bên. Còn có trường hợp thì chạy lâu ngày các bạn sẽ thấy là cái mực nó sẽ đóng ở phía sau này nè. Phía sau cái ốp này nó có một cái khoang, để nó có cái trục nó đánh mực vào trong máy thì nó sẽ lâu ngày nó giống như là mực nó đóng nó cứng ngắc. Mực đóng cứng ngắc thì giống như nó đóng trong cái bình mực á, lâu lâu các bạn sẽ thấy cái bình mực mình chạy là sau ngày nó thường nó có một một lớp mực nó đóng trong đó, mình sẽ gõ ra. Tuy nhiên cái này á thì nếu mà gặp cái tình trạng này á thì các bạn mà mới thì các bạn chắc chắn các bạn làm sẽ không có được đâu, kể cả những cái bạn mà đã tập tành mới chuẩn bị chỉ sửa một hai lần thì các bạn cũng không có thể nào mà các bạn làm được. Thì tốt nhất các bạn nên tháo cái hộp từ này các bạn gửi đi cho thợ đi, tại vì nó còn liên quan tới là dán này, dán xốp dán đồ. Còn nếu mà các bạn làm không kỹ á thì nó sẽ xì mực mực rất là mịn, nó xì ra. Còn đối với một số các bạn mới thì các bạn mà đã rành hơn một chút rồi thì các bạn cứ tháo cho này nè, tháo ra đây rồi các bạn làm sao tháo được cái bộ phận này ra, rồi chúng ta sẽ vệ sinh bỏ cái mực ấy đi thì nó sẽ được. Cái đó là cái tình trạng mà nếu mà cái trục này nó cứng. Còn khi mà cái này nó đã xong rồi, xong xuôi rồi đúng không, khi nó đã xong xuôi rồi, nếu mà cái cụm này nó bình thường nó không có gì hết thì bắt đầu các bạn sẽ lấy cái đèn pin á, các bạn rọi vào trong. Ở trong đó thì nó có mấy cái cụm bấu, cái cụm á, mấy cái cụm bấu này để nó bấu vào trong những cái phần này nè, nó bấu trong này nè, đó nó xoay cái trục của tôi, nó xoay vậy đó. Nó bấu thì các bạn soi vào coi thử là nó có bị bể không. Nếu mà mấy cái đầu bấu đó nó không bể thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới là cái motor đánh trục từ á, đánh trục mực á, là con đó nó bị xét hay là bị dơ trong đó, thì các bạn phải tháo ra các bạn làm. Còn với trường hợp của mình thì hồi nãy mình nó bị mình lấy cái đây của mình á, là các bạn biết hồi nãy khi mà kiểm tra xong máy xong á là nó bị bể cái đầu này nè, đây nè, thông thường thì nó như vậy đúng không, nó gắn vào trong máy thì cái đầu này là cái đầu bấu nè, cái đầu này nó bấu vào trong cái trục, nó bấu để nó quay cái trục xoắn của mực á, thì cái này nó bị bể ra nè, các bạn thấy không, nó lâu ngày nó giòn nó bị bể ra thì nó không có xoay được. Khi mà mình test cái lệnh 2207 á thì cái trục từ á, cái trục mực á là nó bị cứng ngắc, nó không có quay. Thì mình phải tháo ra, mình sẽ kiểm tra. Thì khi kiểm tra không thì mình thấy nó bị cái đó thì chạy đi mua đồ. Ở đây là cái trục. Đây là cái đầu bấu này của nó nè, các bạn sẽ thấy không? Đây là cái đầu bấu nè. Cái này là người ta tiện chứ không phải người ta đúc, nên do đó là cái này nè. Thì các bạn phải mua cái này. Các bạn nếu mà các bạn mua ở trên trang của của công ty Đức Lan á, thì cái trang web của nó là duclan.vn á, thì nó sẽ có ví dụ như nó chia ra từng cái bộ phận, thì các bạn lên đó các bạn tìm hiểu thì nó cũng rất là dễ, tại vì ví dụ như các bạn mua cái nhông đó thì nó chỉ chính xác các bạn ở vị trí cái nhông nào, thì các bạn cứ lên đó các bạn tự mua, thì trong đó nó có rất là nhiều loại, ví dụ như nhông của Việt Nam, nhông của Trung Quốc, nhông của Ấn Độ, nói chung nhông của Nhật, nói chung tiền nào của đó thì cũng rất là nhiều loại, thì các bạn nên lựa chọn để phù hợp với túi tiền của mình. Và với một cái đơn hàng khoảng 500 ngàn thì người ta có thể gửi ra chành, người ta gửi cho các bạn rồi, thì người ta giống như người ta bán sỉ cho các bạn, nói chung cũng rất là hợp lý. Chỉ có 500 ngàn thì mình mua những con nhông rồi cộng thêm bình mực nữa thì đủ 500 ngàn thì mình xài luôn ha. Rồi với trường hợp này thì mình bắt buộc mình phải thay cái này rồi đúng không. Bây giờ mình thay ra sau máy để mình tháo và mình thay. Đây, mở sau máy thì các bạn rút cái này ra nè, cũng đơn giản ha, những cái video trước mình đã có nói rồi, thì các bạn này rút cái này ra, tháo mấy ngóc này ra rồi đẩy lên chút, dỡ xuống nè, dỡ ra qua
Rồi sau đó các bạn mở cái lọc bạch này, mở bên trong sao nè. Tự nhiên cái máy 2025 thì đó, bên đây nó có thêm một cái miếng nữa. Có cái miếng để nó để bảo vệ cái men phía bên này nè, các bạn phải tháo luôn rồi các bạn mới mở cái hộp bóc ra được, mới xoay cái hộp bóc được. Nói chung cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ thấy bốn con ốc thì các bạn cứ mở. Nếu các bạn làm photo mà các bạn không chịu mày mò sửa máy cái gì kêu thợ hết thì nói chung là cái tiền thợ nó sẽ ngốn hết cái chi phí của mình. Cho đó là các bạn cứ mạnh dạn, các bạn cứ mạnh dạn các bạn làm một lần, hai lần, ba lần là các bạn tự nhiên các bạn quen tay hết. Và trong khi làm ví dụ các bạn cũng phải hiểu được về máy nè, các bạn phải hiểu được nguyên lý của nó như thế nào rồi các bạn mới dùng được phán đoán gì đó. Đó đó, bây giờ mình mới mở cái này ra được. Rồi bây giờ để mở được cái phần này thì các bạn sẽ mở cái bánh trớn. Đây có ba cái ốc, cái bánh trớn nè. Đây là bánh trớn để nó quay cái rum. Các bạn mở ra. Rồi sau đó các bạn mở rút cái dây chốt trên đây nè. Ở đây nó có một cái chốt nó gắn vào sơn son, các bạn rút chốt này ra các bạn mở. Có một đây các bạn lại lấy cái cụm này ra. Các bạn lấy cái cây đũa ra nè, ha, cầm cái đũa ra. Thì đây là cái đồ là để nó đây, tức là đây nó có cái ống, tức là cái ống hồi nãy là trong cái hốc bơm mực á, ha. Thì mực hồi khi mực hồi từ rơm nó đưa lên nó qua cái bộ phận lọc tái sử dụng lại, còn cái phần nào không có thì nó sẽ ra cái ống này, nó đổ vào đây và nó sẽ chạy xuống cái bình mực thải ra. Thì cái bộ phận mà mình càng cần xử lý là tức là cái bộ khí cụm này, ha, cái cụm này. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái cụm này ra. Thì tháo cái cụm này cũng đơn giản thôi. Bây giờ các bạn rút mấy cái chốt điện nè. Các bạn quan sát ở đây thì đây nó có mấy cái chốt điện. À, các bạn cứ nhìn vào trong đây thì nó có cái chốt điện nè. À, tại vì mình đây mình quay phim vừa làm một mình mà vừa quay phim thì nó sẽ hơi bất tiện. Các bạn có một số cái mình sẽ không, bạn sẽ không có thấy rõ. Nhưng mình nói khi mà các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy đó. Đây, chốt điện ra. Thì ở phía dưới, thì ở đây nè, các bạn sẽ nhìn vào, các bạn sẽ thấy có ba con ốc liên quan. Thì các bạn cứ mở cái ốc ra thôi, bình thường. Đây, sau khi mở xong là ở trên đây nó có cái móc thì các bạn dỡ lên. Các bạn lấy cái cụm này ra. À, các bạn lấy cái cụm này ra, các bạn thấy đơn giản không? Các bạn nhặt nhỡ lên. Đây, cái cụm này nó bị ấy nè. Còn nếu mà không á, là các bạn sẽ thấy là chỗ này nè, cái con này nè. Đây, cái chỗ này nè. Cái con này nó bị xét thì do đó các bạn sẽ mở ra các bạn ấy, nhưng mà khi nào có dịp ha, tại cái này bây giờ nó chỉ bể ngâm rồi thôi nên mình là chỉ làm tới cái mức độ review này cho các bạn. Mình chỉ hướng dẫn cho cái này các bạn, khi nào mà có dịp ha, thì mình sẽ mở cái này ra mình vệ sinh cho các bạn, là mình sẽ cho các bạn xem luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay. Đây, mình vệ sinh nó lại đây, lấy khăn lau rồi cho nó sạch sẽ hết.
các bạn thấy là cái này nè, khi mà cái motor nó quay thì cái phần này nè, nhông này nó vẫn quay, nhưng mà cái trục này nó không quay. Đây, trục này không quay. Thì nãy như mình nói á, là máy nó chạy khoảng 20 tờ thì bắt đầu cái thằng này nè nó sẽ có tín hiệu, nó sẽ đóng, nó đóng lại, nó đóng lại là nó kéo thêm cái nhông này. Đó, các bạn thấy không? Cái nhông này từ đó nó quay, thì nó sẽ quay cái hấp, nó sẽ quay cái trục hấp âm bật, sẽ đổ mật vào ha. Đó là nguyên lý của nó như vậy đó, các bạn tìm hiểu sơ sơ vậy đi. Còn đối với cái này thì bây giờ để mình tháo này ra, các bạn thứ nhất là các bạn tháo chốt này ra nè, các bạn dùng cái búa các bạn gõ nhẹ nha, tránh đó. Các bạn nếu mà tránh, các bạn mà gõ mạnh quá các bạn không chú ý thì nó bị tà đầu ra, nhiều lúc chừng cái mình đóng vô nó rất là khó nha. Lên là tới phần cái này là cánh đe. Cái này lên này, để kê này lên ha, kê lên rồi các bạn gõ nhẹ xuống để cho cái anh trục này nè, anh đi ra. Các bạn gõ nè ha, các bạn gõ các bạn sẽ thấy nó gì, thấy chưa? Có thể dùng kềm các bạn rút ra. Được, mình sẽ dùng một cái tu vít nhỏ á, các bạn gõ thêm. Cái này nó rít cứng lắm, nó là các bạn là lấy tìm cách các bạn lấy ra nha, để nó rít cứng. Tốt nhất là hồi nãy mình nói đó, các bạn dùng những cái cây nhỏ, sao nó vừa cái lỗ này nè, vừa lỗ các bạn đóng xuống, đóng nhẹ xuống là nó sẽ ra được. Các bạn dùng cái đinh này, đinh 2, đinh 3 gì đó, các bạn lựa cái đinh nào vậy nè, các bạn cắt cái đầu nhọn đi thì nó sẽ còn cái đầu bình thường ở đây. Này ha, các bạn thấy cái đinh này nó vừa luôn, cái đinh 2, đinh 3 đó. Các bạn cắt cái đầu đi ha, các bạn cắt cái đầu nè. Nè, các bạn cắt cái đầu cho nó bằng nha. Đây là cái chốt ha. Chốt rất là nhỏ. Nếu mà các bạn bấm á, các bạn không cẩn thận các bạn bấm á, các bạn đóng á là nó bị tà cái đầu này, nó hơi rất là khó. Rồi bây giờ mình chỉ việc nè, thứ nhất là trong cái này nó sẽ có một cái lỗ nhỏ này, các bạn thấy lỗ nhỏ chưa? Rồi nha.
đó đó, đó. Cái lỗ nhỏ nào thấy không, các bạn thấy không? Đó, cái lỗ nhỏ này thì là cái đinh này nó sẽ xuyên qua cái lỗ nhỏ này nè. À, chúng ta sẽ làm sao mà giữa cái lỗ nhỏ này với cái lỗ trong đây nó phải khớp với nhau. Thì do đó là khi đó các bạn làm thì các bạn sẽ coi. Các bạn sẽ dùng ha, các bạn sẽ dùng mắt mình các bạn coi nè. Các bạn sẽ thấy là ví dụ một cái đường, khi các bạn sẽ thấy một cái đường này nó thẳng với nhau, nó tức là giữa cái lỗ, vừa cái lỗ của cái đây đây nè. À, thì các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ canh nó vừa với nhau. Để khi mà các bạn đóng cái đinh thì từ bên này nó sẽ qua bên kia luôn, nó sẽ không có chạy lung tung nữa. Rồi do đó, rồi sau khi ấy xong rồi bây giờ mình sẽ để nhẹ trên đây nè. Ha, mình sẽ gõ nhẹ. Đây, bây giờ mình gõ vô một cái đầu trước đây. Bây giờ mình sẽ gõ vô một cái đầu trước nha. Đây nè. Đây. Cái đầu này mình gõ tới đây thôi. Mình sẽ đưa vào. Cái canh sao đưa vào được trong cái lỗ thế này nè. Cái bạn mà đóng sâu quá thì nó cũng không có chịu. Tại nó vừa cái, tại cái này nó vừa xích nè. Nếu mà sâu quá thì các bạn bẻ nó ra lại một chút. Đó. Khi mà nó đúng cái lỗ rồi, khi nó đúng thông cái lỗ là từ cái lỗ này nó sẽ qua bên đây nè, thì các bạn đục vào đây, đục tới đây là các bạn dùng cái cây cái đinh hồi nãy đó, các bạn dùng cái đinh và đóng sao cho cái ghim này nó vô tới chính giữa. Cái này là nó mới chỉ có một góc thôi, nó mới chỉ một phần thôi. Bây giờ còn phần lại là các bạn dùng cái đinh này nè, các bạn kê lên cái chỗ cái cây đó, các bạn gõ. Các bạn thấy nếu mà cái đinh á, các bạn ước lượng sao mà cái này nè ha, nó vừa thôi. Rồi đóng sao cho nó vô giữa để nó cân bằng, nó vững chắc cái cục bóng này lại là được. Ok, rồi. Rồi, như vậy là mình đã thay xong cái đầu báu ha, để nó xoay cái trục xoát mực giờ nó bể. Thì do đó là khi các bạn làm mà với những cái tình trạng đó thì các bạn hãy kiểm tra cái bước vừa nãy mình nói, và nếu đúng như là những cái cục này thì bị hư thì mình sẽ đi mua về và mình phải thay. Thì những cái thao tác họ mở máy sao, thay sao thì hồi nãy mình đã làm rồi, thì các bạn hãy xem kỹ video và các bạn hãy làm theo đúng những cái tình tự vậy đó, thì các bạn sẽ thay được và phục vụ cho công việc của mình. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì trong quá trình coi các bạn hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho mình, để làm sao mình biết mình vào mình coi các bạn thấy có những lượt like nhiều thì mình cảm thấy là cái mình rất là vui.
và mình cảm thấy là các bạn rất quan tâm tới những cái video loại thể loại nào thì mình sẽ tập trung mình làm cho các bạn. Thì ở đây đối với một số các bạn mà mới mà ghé qua kênh Pado Optical, hoặc là một số các bạn mà mới bước vào nghề lĩnh vực photo mà các bạn chưa biết gì nhiều ấy, thì các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn hãy vào kênh Pado Optical, các bạn vào trong cái danh sách hướng dẫn photo in ấn đó. Các bạn trên đó thì mình có đã đăng tải những video về liên quan tới photo in ấn, thì mình đăng tải trên đó, thì các bạn hãy vào đó các bạn xem hết tất cả các video, thì cái nào mình cũng đã có những cái hướng dẫn photo sách photo một mặt hai mặt những cái lệnh, những thao tác lệnh, những cái sửa máy gì đó thì tất tần tật ở trong đó. Thì hy vọng là các bạn có thể là vào đó các bạn coi và các bạn sẽ học hỏi thêm những cái chia sẻ của mình, những cái mình đang làm được mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn hãy yêu thích, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Pado Optical nha. Và nhớ nhấn vào biểu tượng quả chuông sát bên để khi mình đăng những cái chia sẻ mới của mình lên thì các bạn là người đầu tiên nhận được. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là đạt hiệu quả, kiếm thật nhiều tiền. Bye bye các bạn.